Kính thưa quý khán thính giả, bình luận thời sự số 2 có tựa đề Trận chiến Trung Cộng và BBC. Kính thưa quý khán thính giả, à, tin tức à, trong tuần vừa rồi cho thấy à, có sự à, xung đột về à, quyền tự do báo chí à, giữa BBC và nhà cầm quyền à, Trung Cộng. Tin tức cho biết à, năm 2020, mạng lưới truyền hình toàn cầu của Trung Quốc bị cho là vi phạm quy tắc phát hình ở Anh sau vụ chiếu hình phỏng vấn có vẻ như được thực hiện bằng biện pháp cưỡng ép với công dân Anh Peter Humphrey năm 2013 doanh nhân Humphrey và vợ là người Trung Quốc bị bắt ở Trung Quốc vì các cáo buộc liên quan đến quản lý số liệu khách hàng hôm đầu tháng 2 Octcom một công ty chủ quản của mạng lưới toàn quyền, mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc là Star China Media Limit không có kiểm soát biên tập hàng ngày với kênh truyền hình này và hoạt động của mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc trái với nguyên tắc quản trị truyền thông theo luật ở Anh quốc. Hơn thế nữa, cơ quan giám sát truyền hình Anh quốc Opcom đã thu giấy phép của mạng lưới truyền hình toàn cầu trung quốc ở anh điều này làm cho trung quốc đưa ra phản ứng như sau phản ứng rằng nhà cầm quyền trung quốc đã chính thức cấm đài truyền hình bbc của anh quốc phát hình trên đất nước họ sau quyết định của Opcom ở anh rút giấy phép của mạng lưới truyền hình toàn cầu trung cộng phản ứng về phía trung cộng đã được phổ biến vào 12 tháng 2 năm 2021 Kính thưa quý khán thính giả đó là nội vụ đã đưa tới sự việc BBC bị tuyên bố cấm phổ biến cấm sinh hoạt truyền thông trên lãnh thổ Trung Cộng trước tin trước tin tức này thì Uh, ngày 2, uh, ngày 17 tháng 2 năm 2020 ông uh, tim uh, DV tổng giám đốc tập đoàn truyền thông BVC uh, nói tự do truyền thông là rất quan trọng và đài này cần được hoạt động không bị đe dọa không cần anh Huệ ông tim DV uh, nói thêm rằng tự do truyền thông là rất quan trọng các diễn biến mới nhất ở Trung cộng gồm việc cấm work service ở hồng kông là những điều gây quan ngại sâu sắc đài bbc cần phải được làm công việc đưa tin mà không phải lo sợ không cần anh huệ thật đáng ngại khi các phóng viên của chúng tôi bị cản trở ngăn chặn trong công việc theo ông tim davy điều cần chú ý hiện nay không chỉ là tình trạng của đài bbc bị cản trở đưa tin ở trung quốc mà hiện đang có những mối đe dọa toàn cầu tăng nhanh nhằm vào truyền thông như ai đó đang tìm cách tăng sự kiểm soát thông tin. Chính lúc này chứ không phải lúc nào khác là chúng ta phải lên tiếng bảo vệ nền báo chí tự do công bằng. À, kính thưa à, quý khán thính giả, à, à, điều mà chúng ta à, quan tâm là lời tuyên bố của ông tổng giám đốc đài BBC khi ông tổng giám đốc BBC trước cái tin tức Trung Cộng đã cấm BBC sinh hoạt truyền thông trên lãnh thổ Trung Cộng thì ông tổng giám đốc BBC đã tuyên bố rằng đây là lúc mà chúng ta phải tranh đấu và bảo vệ cho quyền tự do báo chí và lúc này là lúc bảo vệ báo chí tự do và công bằng được. câu hỏi đặt ra tại sao ông à, tổng giám đốc bbc nhấn mạnh lúc này là lúc mà chúng ta cần bảo vệ quyền à, tự do báo chí và công bằng lúc này có nội dung như thế nào à, như à, chúng ta đã biết càng ngày à, trung quốc càng, càng có những hành động à, từ à, chánh trị à, thương mại à, tài chánh tất cả đều à, làm cho um, hoạt động của thế giới gặp rất nhiều uh, khó khăn uh, và uh, cái sự việc uh, um, trung cộng uh, càng ngày càng uh, hung hăng về mặt ngoại giao uh, khiến cho uh, giới quan sát tin uh, tức quốc tế đã gọi cái hành động hung hăng của trung cộng về mặt ngoại giao là ngoại giao chiến lan ngoại giao chiến lan chiến lan là uh, một uh, nhân vật trong một phim nổi tiếng tại trung cộng diễn tả cái thái độ hung hăng tự tin một cách mù quáng của một nhân vật trong sinh hoạt xã hội và coi thường những người chung quanh nhân vật này muốn làm gì thì làm nhân vật này được đặt tên là một nhân vật đấu tranh theo kiểu lan sói và ngoại giao của trung cộng hiện đang bị gọi là ngoại giao chiến lan ngoại giao chiến lan đã đẩy mạnh thái độ hung hăng của Trung Cộng à, trên à, trên Biển Đông, à, trên thương mại không công bằng, trên à, à, tài chánh, à, thế lực mềm à, vân vân và vân vân. Tất cả những hành động vừa rồi của Trung Cộng à, khiến à, chúng ta nhớ à, lịch sử Trung Hoa và lịch sử cân đại. thì à, bên phía ông Mao Trạch Đông luôn luôn hô hào à, Trung Quốc phải làm thế nào để tạo ra hiện tượng gọi là thiên hạ đại loạn thì Trung Quốc đại trị. À, thế nào là thiên hạ đại loạn và Trung Quốc đại trị? À, câu nói này à, cho thấy rằng à, người Việt Nam à, thường à, dùng cái nhóm chữ, dùng cái tục ngữ gọi là luồng gió bẻ măng, muốn bẻ măng thì phải nương vào gió để bẻ măng mà 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 cái 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 việc bẻ măng đó trở nên êm mã không bị phản đối việt nam nói luồng gió bẻ măng trong khi đó uh, trung cộng nói thiên hạ đại loạn đại loạn ở đây là luồng gió rồi uh, trung quốc đại trị trung quốc đại trị ở đây tức là uh, trong nội bộ trung quốc uh, chế độ độc tài uh, được siết chặt và xã hội trung quốc ổn định hiểu theo nghĩa nhà tù vĩ đại uh, về mặt ngoại giao uh, xã hội quốc tế uh, do cái sự việc uh, À, Trung Quốc lợi dụng quốc tế đang rối loạn đang ở vào tình trạng gọi là thiên hạ đại loạn thì Trung Quốc dựa vào đó để 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 thực hiện cái hành động gọi là luồng gió bẻ măng. Đó là tất cả những cái à, nội dung căn bản à, mô tả về à, tình hình ban giao giữa Trung Quốc với thế giới trong những ngày vừa qua và à, để à, thực hiện cái âm mưu tạo đại loạn cho thiên hạ thì Trung Quốc rất cần cái cái sự bóp chết quyền tự do báo chí và truyền thông bởi vì truyền do tự do báo chí và truyền thông sẽ là cái cái công cụ hữu hiệu nhất trong việc tố cáo từng hành vi tạo đại loạn cho thiên hạ và khi báo chí tự do thường xuyên tố cáo một cách chi tiết và đầy đủ mọi hành vi bạo tạo đại loạn của Trung Cộng thì dĩ nhiên cái việc tạo đại loạn đó không thể thành công, có thể bị ngăn cản, có thể bị phản ứng một cách mạnh mẽ, hoàn toàn bất lợi cho Trung Cộng. Vì vậy, để tạo hiện tượng gọi là thiên hạ đại loạn thì vấn đề tiên quyết là Trung Quốc phải triệt tiêu quyền tự do báo chí, quyền tự do truyền thông. Đó là À, lý do khiến cho ông tổng giám đốc đài bbc tuyên bố rằng lúc này hơn lúc nào hết chúng ta phải đoàn kết để đòi hỏi quyền tự do báo chí và công bằng trên toàn thế giới chứ không phải chỉ riêng à, quan hệ giữa à, trung cộng và đài à, bbc à, kính thưa à, quý khán thính giả à, sự việc đụng độ à, giữa à, nhà cầm quyền trung cộng với đài bbc À, cho thấy rằng à, à, một trong những sinh hoạt à, hàng đầu à, trong quan hệ giữa giới thống trị và vị trị là giới thống trị bao giờ à, cũng à, muốn tạo điều kiện để cho giới vị trị phải ngoan ngoãn à, tuân phục à, mệnh lệnh của mình trong khi đó à, giới vị trị à, sẽ à, nhờ vào hoạt động của truyền thông, à, báo chí à, để có thể à, đưa ra những phản ứng À, kịp thời chính xác để chống lại các à, âm mưu của của giới thống trị. Từ đó chúng ta thấy vai trò tự do báo chí, tự do báo chí và công bằng là một điều vô cùng quan trọng và đây cũng là một lần nữa ông tổng giám đốc Đài BBC tuyên bố một cách giọng dạc là BBC và ngành truyền thông của thế giới nói chung muốn được tự do sinh hoạt công bằng và chúng tôi không xin bất kỳ một ân huệ nào bởi vì quyền tự do báo chí là quyền vốn có của con người, là quyền tự do diễn đạt của con người. Quyền này là quyền có tính cách bẩm sinh hay nói cách khác, con người khác với con vật ở ở ở ở cái điểm quan trọng là con người có ý thức về tự do diễn đạt tư tưởng, về tự do phổ biến tư tưởng của mình và điều này nếu Quyền tự do tư tưởng của con người bị bóp méo thì giới thống trị sẽ nương vào cái quyền tự do bị chà đạp để tăng cường mức độ trà đạp lên quyền sống của toàn bộ xã hội. kính thưa quý khán thính giả, Nhân sự việc Trung Cộng cấm đại BBC sinh hoạt trên toàn bộ lãnh thổ của Trung Cộng đã cho thấy rằng âm mưu của trung cộng à, trong cái nỗ lực gọi là thiên hạ đại loạn, à, Trung Quốc đại trị thì âm mưu đó phải được mở đầu bằng cách triệt tiêu sinh hoạt báo chí tự do và công bằng và dĩ nhiên các quốc gia độc tài cũng sẽ à, đi theo à, cái 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 vết xe của trung cộng để duy trì và phát triển à, chế độ độc tài kính thưa quý khán thính giả à, đề tài thời sự số 2 tới đây là chấm dứt. À, xin uh, quý khán thính giả đón theo dõi đề tài thời sự số 3 uh, có tựa đề cộng sản việt nam tham nhũng tính theo vali tiền đô <laughs> xin quý khán thính giả uh, đừng rời máy uh, truyền hình chúng tôi sẽ trở lại với quý khán thính giả sau uh, vài phút quảng cáo